Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ dân quân quận Hoàng Sương đang ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát, khu cách ly để góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với nhiệm vụ được giao, gần 4 tháng qua, các chiến sĩ dân quân thường trực đã không ngại khó khăn, có mặt 24/24 giờ trong khu cách ly tập trung F1 tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Đà Nẵng trên địa bàn phường Hòa Quý để thực hiện các công việc như tuyên truyền, nhắc nhở những người đang cách ly không tụ tập đông người, giữ gìn an ninh trật tự, thu gom, phân loại rác thải đúng quy định, tham gia phục vụ hậu cần, các nhu cầu thiết yếu và vận chuyển bữa ăn hàng ngày đến công dân với tinh thần cao nhất. Cái tính chất mức độ của công việc nó rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là cái nhiệm vụ nó không có kể cái thời gian. Cái thứ ba nữa là cái công việc là nó hết sức là nặng nề. Cho nên là anh em với cái tinh thần được quán triệt cái nhiệm vụ, cho nên là anh em đã xác định cái nhiệm vụ và quyết tâm là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Trong những ngày gần đây, quận Hoàng Sơn tiếp nhận 4.500 xuất quà và hơn 200 tấn rau củ do thành phố phân phối từ nguồn xã hội hóa. Lực lượng dân quân đã cùng với các lực lượng khác của địa phương tích cực nỗ lực vận chuyển đến các tổ dân phố để hỗ trợ cho người dân. Đặc biệt là trong những ngày vừa qua thì lực lượng dân quân thường trực đã luôn sát cánh cùng với các lực lượng của phường để thực hiện cái công tác xét nghiệm, công tác trực các chốt kiểm soát, vận chuyển rau củ quả. Có thể nói là lực lượng dân quân thường trực đã làm việc không kể ngày đêm cùng với các lực lượng trên địa bàn phường kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, mỗi dân quân là một chiến sĩ chống dịch, một người làm việc bằng hai. Lực lượng dân quân đã trở thành điểm tựa tin cậy trong phòng chống COVID-19. Quên mình vì sức khỏe của nhân dân, vì sự bình yên của thành phố. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của những chiến sĩ dân quân.